quý cô chú anh chị mình nha. Thì hiện tại là em đang có mặt ở tại thành phố Hà Tiên. Chỗ em đang đứng là đối diện với khu chợ Bách Hóa Hà Tiên nè cô chú anh chị. Thì hôm nay là chủ nhật, em mời cô chú anh chị mình cùng đi chợ Hà Tiên với em nha. Thì ở clip trước hôm qua em có đi chợ Hà Tiên nhưng mà chỉ đi cái khu bà con bán cá tôm mực thôi. Hôm nay thì em sẽ cập nhật tình hình hết chợ luôn để gửi tới cô chú anh chị mình nha. Ở phía trước này thì là một cái dòng xây của đường Mạc Thiên Tích nè cô chú anh chị. Hiện tại thì em đang đứng ở trên đường Nguyễn Trung Trực nha cô chú anh chị. Thì hôm nay em thấy rất là đông xe, người đông bà con tấp nập hết trơn. Ở đây là chợ này là khách du lịch đi còn đông hơn chợ Tịnh Biên ở Châu Đốc An Giang nữa cô chú anh chị. Rất là đông vui nhộn nhịp luôn. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị mình cùng tiến vào trong chợ với em nha. Khách bà con người ta đi du lịch rất là đông. Bên đây thì em thấy là bà con cô bác người ta sẽ bán trái cây dài dài. Ở phía trước chợ Bách Hóa bên đây thì cái khu chợ Bách Hóa này em không thấy để cửa Bắc, cửa Nam, cửa Đông, cửa Tây gì chân ha. Bốn mặt thì để chợ Bách Hóa Hà Tiên thôi. Quýt đồ kìa, chùm chôm, đủ các loại trái cây hết trơn luôn. Đúng là một thành phố du lịch rất là đông vui nhộn nhịp tấp nập luôn. Trái cây gì dài đây bà con bán rất là tươi ngon luôn đây nè. Ở đây thì có cô đang mua quýt ha. Quýt này cô đang lựa hả cô? Quýt này ở đây người ta bán nhiêu cô? 45.000 đồng. Dạ, 45.000 đồng mà cô bán anh chị em. Quýt rất là đẹp luôn. Tuyến đường này mình đi hẳn là mình sẽ ra ngoài bờ kè hết cô bác anh chị. Thì dài ngoài bờ kè thì sẽ là bán khu vực ngoài đó là bán hải sản rất là nhiều. Dài đây thì có cô, mấy cô đây chảy mấy cái manh bao rồi để hàng quá ra bán. Hello. Hello em gái xinh đẹp, mình đang ăn sáng hả? Ăn cái món gì mà hấp dẫn ngon quá vậy? Cho anh kéo một miếng được không? Rồi cảm ơn mấy em nhiều nha. Đây bán bông hoa của bác chị ơi, hoa vàng họ. Ở đây có hai màu ha, màu vàng với màu cam. Ở đây thường thì là bà con địa phương ở đây người ta sẽ đi chợ mua bông hoa rồi đó, trái cây rồi rất là đông. Khách du lịch thì đa phần người ta chỉ mua hải sản nhiều với những cái loại khô, chôm khô đồ này nọ ha, quần áo rồi. Còn bông hoa thì khách du lịch em thấy cũng ít có mua, tại vì trên đây là không phải du lịch tâm linh chùa chiền á, cho nên là người ta không mua bông hoa trái cây để cúng kiến nhiều. Ở Hà Tiên này rất là nhiều nhà ta nuôi yến cô bác anh chị. Bên trong nhà đồng chợ Bách Hóa này em thấy rất là sung túc nha, bà con bán buôn rất là sung và cái lượng khách đi mua cũng rất là đông luôn chứ không phải vắng như một số chợ Bách Hóa ở các tỉnh thành khác ha. Bên đây có bán tôm khô nè, rồi khô mực các loại khô nữa. Phía bên trong nhà lồng Bách Hóa nè, bán quần áo rồi các loại nước giặt nữa. Ở đây có bán hàng Thái rồi nữa nè, bán giống như là ở chợ Tịnh Biên luôn.
giờ bán đủ hết trơn hết. Ngày mai sao cũng được. Tắm mà không. Nếu mà em muốn thì anh hỏi lên trên đó mà cũng rất là đông khách đây. Sáng thì bà con chắc là bữa nay cũng chuẩn bị về để hai đi làm việc rồi lại ha, cho nên là tranh thủ thời gian ra đây mua đồ rất là đông. Oh, tôm khô rất là ngon, nó ao luôn. Hình như tôm này mấy ký tôm á, phơi thì mới còn là được 1 ký nha, cho nên là cái tôm khô này nó giá nó cao. Mua rất là nhiều. Khách đi rất là tấp nập luôn. Giống xài keo ghê á. Quay 30 bắt cái dĩa luôn rồi. Sò này chị nói là sòi khen nghệ vậy cô bác anh chị. Nhưng mà nhìn rất là giống sòi keo. 1 ký chỉ có 15 ngàn thôi. YouTuber hả? Dạ YouTuber chú. YouTuber ở đâu? Con ở Vĩnh Long. Dạ. Sò này bà con trồng ở đây cô bác chị ơi. Đây nè, có cái trái gọt ra sẵn nè. Rất là đẹp á. Bạn hiểu không? Mình nấu khoai. Khoai lan trồng ở đây thì em thấy là cái loại cát á, cát trắng hay gì á. Cái củ nó có màu trắng trắng. Cô chú đi du lịch hả? Bữa nay về hả? Hay chừng nào? Dạ. Về mấy hai làm việc. Rồi, cảm ơn cô. Thì dài ở giữa đường này thì thấy bà con người ta chất hàng quá lên xe, người ta có bán như dài đường này. Nhưng mà gặp mấy anh đô thị thì thường bà con sẽ đẩy đi chỗ khác bán. Rất là đông vui. Bên kia bán trái cây các loại nữa kìa. Rồi có bán trái mây, trái me hái. Trước này có bán mít nè, mít Thái 1 ký 20 ngàn, sẽ ra sẵn luôn, rất là ngon ha. Mít Thái kho ngọt 20 ngàn 1 ký, 1 ký 20 ngàn, mua giùm cô bác tình. Mít Thái kho ngọt 20 ngàn 1 ký, 1 ký 20 ngàn, mua giùm cô bác tình. Mít Thái kho ngọt 20 ngàn 1 ký, 1 ký 20 ngàn, mua giùm cô bác tình. Mít Thái kho ngọt 20 ngàn 1 ký. Dài trước này bà con bán đồ gãy luôn nè. Dưa leo, khổ qua. Bán rất là sung. Dài quá nhiều luôn ha. Đây có mấy cô bán cá nữa nè. Cá này cá đồng luôn hả cô? Ồ, cá lóc đồng. Phải không vậy? Phải.
mấy chị ấy tại vì con đang ở hàng á. Cá đồng ở đây bà con bán cũng rẻ lắm cô bác anh chị, một ký chỉ có 70.000 thôi. Quá trời tấp nập nhộn nhịp luôn. Làm luôn hả cô? Dạ, làm trời ơi khéo quá vậy ta. À, cái nào mình không thiếu thì mình cũng có đép, mà đép chút đỉnh thật cái bánh không có đó. Dạ. Còn mày bánh quy bánh ít làm. Quá khéo luôn cô bác anh chị ơi. Cô Nhĩ ơi. Đó, bánh của cô bán. Dạ rồi, cảm ơn. Cảm ơn cô. Ở đây có bán chè đó nè. Chè cho nước. Cảm ơn mấy cô nhiều. Ôi giờ ngoài đó ngã tư quá đông luôn đây nè. Cái đó là quá nhộn nhịp luôn. Hello em trai, năm trước gặp anh nè, quên đó không? Khám phá Hà Tiên, khám phá Vĩnh Long. Em bán bánh mì hết rồi hả? Hôm nay lớn quá ha. Bà con đang mua cái gì bên đây đông quá đây nè. À, bên đây thì bán khoai lang nấu với lại bắp nấu, củ lùng nấu. Quá trời hấp dẫn luôn. Đây có cô bán đồ ăn sáng nè. Món này ở đây gọi là món gì? Bánh ốc. Bánh ốc không cô? Giỡn quá ha. Chị anh Trọng Hải bán em lấy bánh ốc không á chị? Phải
đây rất là nhiều ha. Mít rồi nữa nè, quá trời ngon luôn. Ở trước này có cô bán bánh tay Yến. Dưa gan. Dưa gan này ở đây của mình luôn hả cô? Ở đây. Ồ, trái to quá ha. Này có hai loại. Loại tròn với loại dài. Dạ. Dưa gan này mùa này nhiêu, khoảng nhiêu tiền một ký hả cô? Dạ. Dạ. Dưa gan ở đây cô bán 20 ngàn ký nè cô bác anh chị. Có trái này là cô sẽ ra sẵn cho mình coi nè. Này là loại dưa gan bột. Có loại dưa gan dẻo nữa phải không cô? Dạ, ở đây thích ăn bột nhiều hơn. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Rau củ quán này dài quá trời luôn ha. Khách ở đây người ta đi du lịch đó, là đi theo phái đòn. Đòn nhiều rất là đông. Hello. Dồi dào luôn. Bên này là khu chợ rau thịt cho cô bác anh chị. Các sạp thịt thì bà con sẽ bán dồi dào ở đây phía trước này. Đa phần thì là bán thịt heo rất là đông. Chị bán trứng rồi bán gà đâu đó nè ha. Hello cô. Trời thịt ở đây mình bán bà con bán sung quá ha. Quá trời đông luôn. Dạ, YouTube cô. Cô bán cá đây hả? Cô bán cá lóc ở đây cô chú anh chị ơi. Quá trời cá lóc luôn. Cá này cá nuôi hả cô? Dạ. Cá rô nữa nè. Cá rô, cá chê. Đó. Trời, cảm ơn cô nhiều. Ở dưới kia cá biển. Hôm qua con có quay dưới kia rồi. Sáng nay quay vòng vòng đây cho bà con coi. Mấy cô ở chợ rất là vui vẻ, thân thiện nha cô bác anh chị. Dạ. Quá đẹp gái luôn. Bà con quá thịt ai cũng đẹp hết. Dạ. Cô này U50 hả? Trời ơi, nhìn tưởng nó ba mấy không à. Cô là khoảng ba mấy, 40 phải không cô? 40
Dạ. Dạ đẹp. Rồi cảm ơn cô nhiều. Phía trước này á, thì đi thẳng vô con đường này là sẽ vô con đường Phạm Ngũ Lão của bác anh chị. Bên đây là khu chợ cá nữa nè, phía sau khu chợ cá. Bà con đi vô tuyến đường này cũng rất là đông. Thì dài đây thì giờ bà con có bán bún nữa nè, rồi bán bắp chuối, rồi bắp chuối bào, rồi rau muống bào. Cá đồng rồi đây nè. Ồ, trước này có bán cá sặc nữa nha. Trước này thì bắt đầu bán hải sản, ốc nghêu rồi đó. Quá trời hải sản luôn. Bà con đang lựa phân loại sầu huyết ở bên trong đây nè. Bên trong nhà lòng chợ này nè thì là bà con cũng có bán rau củ đó. Ở đây có bán gà vịt, con gà đen đen đó gọi là con gà ác á, người ta mần sẵn cho mình luôn. Có bán bông súng này nè, cô bác anh chị. Này về mình nấu lẩu mà thả vô ăn ngon lắm luôn. Lẩu mắm rồi đó. Còn có 5.000. À, bên đây có cô bán ba khía nè, ba khía này là còn sống luôn. Con này là ở Cà Mau hả cô? Ở đây luôn, ở đây cũng có ba khía luôn. Ba khía sống này mình làm món gì ngon hả cô? À, muối vậy hả? Dạ. Dạ, bà khía sống ở đây sẽ muối như vậy cô bác anh chị ạ, sẽ là ngon nhất. Dạ, trộn ớt tỏi rồi vô, cái này là người ta muối rồi nè. Còn bên trong này là cô chế biến rồi hả cô?
hấp dẫn quá luôn. Ủa cô, mấy cái cọng cọng này là kêu là cọng gì vậy cô? Tài xỉu hả cô? Dạ, hấp dẫn quá à. Dạ con cảm ơn cô. Dưới này có bán tôm này cô bác anh chị, tôm khỏe tôm xấu. Bên này có bán cá sông đây nè, quá trời luôn, cá lòng tông, cá cơm, cá rô, cá lóc rồi quá trời, cá sông nước ngọt mình đó. Quay lần lá chả của 200 ngàn đó. Dạ, chả 500 luôn được không cô? Lấy 200 rồi ha. Cô ở đây chọc mình cô bác anh chị ơi. Vui. Làm chợ này cũng sơm quá nè, còn đi đông ở trong quá kìa. Chị đẩy muối đi bán đó nè. Muối hộp, muối bà bê. Bây giờ ở bên đây bán hải sản rất là nhiều ha, các loại luôn nè. Ốc hương, ốc móng tay, ốc cà na. Này có ốc rai. Tôm mũ ni nữa nè. Ốc giác vàng. Nhiều sò đủ các loại luôn cô bác anh chị ơi. Nào mà lựa chọn luôn. Có con sò dương nữa đây nè. Đây là sò lùa. Móng tay rồi ốc gai, hào rồi nữa kìa, ốc bu rồi nữa, rất là nhiều loại luôn. Có mấy cô bán cá biển ở đây nè. Ồ, có cá bóng mú ở trước đây nữa nè. Tôm, cua, đủ các loại hết trơn luôn. Cá này là cá gì vậy chị? Cá bò. Ồ, cá bò. Dạ cảm ơn nha chị. Bây giờ đây thì là các gian hàng mà con bán nước ha, thì có bán bánh mì rồi đó đây nè, bánh mì heo quay. Chợ bên đây là khu chợ ăn uống rồi hoa quả trái cây của bác anh chị ơi, nhưng mà đa phần mà bà con bán ăn uống rất là đông bên đó.
trước này có cô bán khô mực nè. Khô mực ơi, khô mực ở Hà Tiên cân đầy đủ nè em ơi. Khô mực ở Hà Tiên cân đầy đủ. Cân đủ đàng hoàng, ở đây là sạp cân đủ chứ không phải cân thiếu đâu nha. Dạ, sạp của cô cân đủ. Rồi, cân đủ. Khô mực mùa này nhiêu ký hả cô? Cái này là 500, con này là 450, con này là 400. Dạ, thì là chia thành 3 loại. Rồi, chia 3 loại, người ta tùy theo, người ta thích ăn bự nhỏ. Dạ. Cô bác anh chị nào mình có đến Hà Tiên có thể... Rồi, hải sản luôn, ốc sò này, chia đầy đủ nha. Luôn. Sạp của cô là cân đầy đủ. Có chế biến ăn tại chỗ luôn. Có chế biến ăn tại chỗ luôn. Đầy đủ, không có tốn tiền luôn. Không tốn tiền luôn, dạ. Ở đây là sạp hải sản như ý. Sạp hải sản như ý. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô nhiều nha cô. Rồi, không có gì. Dạ. Quay giới thiệu lên YouTube cho bà con ở xa gần người ta biết. Dạ. Đá me luôn, đá me đặc sản Hà Tiên. Đặc sản. Xỉu 3 kia. Em quảng cáo lâu không có. Bao cân bán đầy đủ đàng hoàng, giá cả đúng với cân, không có hoài bạn. Dạ. Hải sản như ý thế không? Hải sản như ý. Em ơi, đây nè. Dạ. Muối ớt chấm hải sản rồi, cà xỉu 3 kia đường không đó. Ờ. Của chị luôn. Của chị hết luôn, wow, quá mạnh chứng thấy lực luôn. Từ đó tới đây luôn. Dũng Hà mà. Dạ. Hà mà Hà Tiên nha. Dạ, Hà Tiên, Dũng Hà Hà Tiên. Dạ. Hải sản như ý. Là cái cửa hàng mình đang đó ha chú. Dạ. Hải sản như ý. Dạ. Giá cả qua trên má đàng hoàng, không có tăng gian lận. Dạ. Nói rồi dẫn Hà Tiên về cái. Đó là bán thiếu mà. Nói rồi dẫn Hà Tiên mình còn đẹp tay gốc rác ở đây. Dạ. Nhà thì dòng thấy công an mẹ chỉ có người nói giùm để quấn lộn với bà con đàng hoàng tôi muốn ta. Dạ. Đem quen du khách lại chơi á. Dạ. Đập căn thiếu đập ra nữa. Trời ơi trời. Mình bán giá cả phải chăng. Dạ. Không có làm bậy. Dạ. Bạn lại ảnh hưởng cái dân Hà Tiên mỗi lần căn thiếu dân Hà Tiên mà sao với dân Hà Tiên. Dạ. Đâu, mang tiếng quá bà con ở Hà Tiên này ha. Người ta ăn mà bắt dân Hà Tiên 10 triệu á. Dạ, đúng rồi. Còn dân Hà Tiên nó để cho em nó gốc rác ở đây. Thiếu nhỏ mà dân. Dạ. Giá cả phải bán thì nó dân lặng. Thì ta tội lỗi lắm ở đây. Dạ. Anh gốc Hà Tiên mình á. Dạ. Ủa vậy là quá trời dân tứ xứ lại luôn hả? Ờ. Hôm nay thì nói chung mình gặp thầy chú cũng chia sẻ, mình cũng biết chút đỉnh thông tin hết cô bác anh chị. Cô bác anh chị mình có đi Hà Tiên thì nếu mà không có biết chỗ nào quen biết á thì có thể đi xuống dài dài với mé này mình mua đồ ha. Còn trên kia thì cũng nhầm người thôi chứ không phải là nói qua đũa cái nấm, ai cũng vậy, cũng tùy người này người khác chứ không phải ai cũng vậy. Quá đông du khách luôn, bên đây bán trái cây rồi nè cô bác anh chị, các loại luôn á. Đây có nhãn nè, nhãn này là nhãn y đo, chôm chôm, xoài, mè thái, trái mây. Trái mây này thì ăn chua chua ngọt ngọt rất là ngon. À, xuống tới đây là bà con đi quá trời luôn rồi, coi chung là chen chân luôn á cô bác anh chị ơi. Giờ này thì nắng nó bắt đầu lên rồi nè, bà con căng dù quá trời đông luôn. Quá xá đông luôn rồi. Dạ. Oh. Anh quay em nè, muốn cột. Dạ. Anh trai vui vẻ. Đổi. Dạ. Vừa bán vừa múa cột luôn. Hư kênh luôn á, đây hư kênh YouTube luôn á, được đâu. Dạ. Không có được đâu. Không có được. Mẹ vừa ấy làm được nhìn ra cái bánh. Quá đông rồi. Trời ơi. Quá đông vui luôn. Con này con ghé mua cua.
quá là nhộn nhịp luôn. Du khách là đi tấp nập luôn. Tại vì bữa nay là chủ nhật có cô bác anh chị, người ta cũng tranh thủ đi xong rồi chiều nay phải về để thứ hai người ta làm việc rồi ha. Đây là khu vực ở phía trước chợ cá nè. Vô đây là bóp kèn là tin nổi luôn. Quá đông rồi, chen chân không lọt rồi. Hôm qua đâu có đông bằng bữa nay dữ vậy ha. Sáng 4 giờ cũng đông rồi đó. Hồi sáng này hả? Đúng rồi, 4 giờ sáng. Trời ơi. Vậy là người ta tranh thủ người ta đi mua đấy, người ta về đúng không? Đúng rồi. Quá đông rồi. Tấp nập dập người luôn. Không mà ghe bảo không có đồ bán. Ghe bảo không có đồ bán luôn. Ghe bảo ghẹ chỉ cháy hàng. Cháy hàng luôn. Ở đây thì em gái bán tôm tích nè cô bác anh chị. Bán hàng rất là chất lượng nha. Tôm nào chết là lấy bỏ ra. Tôm gặp nè, gặp sâu ngon ngon không nghe. Sâu không à? Sâu không luôn. Bên đồ nghe bán tôm lớn không à? Tôm size 10 con 1 ký á. Con này gần 30 con luôn. Ờ, vậy là coi như hết hàng ha. Sợ ghe bảo quá nó đậu ở chưa rồi nó chạy ra. Quá gặp luôn. Con bự á dễ bán luôn. Đúng rồi. Dạ, dân có tiền ta mua bự ta ăn không à? Đúng rồi. Với lại con bự thịt nó nhiều. Mà nhỏ như vậy mà nó gạch không à. Chịu gạch ra nó gạch 80% gạch. Cũng ngon ha. Cái này giấy tỏi hay xào tỏi? Thiệt. Ờ. Thiệt. Ai có đến chợ Hà Tiên ghé mua tôm tích ủng hộ em gái của bác anh chị. Bán hàng chất lượng. Mà con đi sắp gặp luôn. Ở đây là bán hàng chất lượng lắm á cô. Tôm gạch không à. Tôm mà chết là bỏ ra liền. Chết là bỏ ra. Bà con đi du lịch đó, ai cũng sợ mình nói giá thấp hết trơn á ha. Nhầm gần người ta hôm qua anh đi với kia thấy ép giá bà cụ bán cua tội nghiệp luôn, bà khóc luôn. Mà khách tham quan nhiều người, người ta trả giá rẻ mà rẻ lắm luôn. Rẻ lắm đâu bán được. Kiểu như mà 200 mà trả có 80 vậy đó. Ừ. Bởi vì nhiều khi không có khách không được. Ở đây là bán phải giá là mình bán rồi đúng không? Bán. Chứ trả quá sao bán được. Hôm nay mẹ em đâu rồi? Ừ. Đi đâu rồi? Ừ. Rồi, anh chúc em bán đắt nha. Chỉ 250 thôi chị. Được không? 250 hả? Thôi cho nhỏ. Thôi cho nhỏ. Giá thì giá là chết. Nhiều em lấy nhiều. Bên đây có bán cua, cua đá. 160 người ta đang mua này đâu rồi? Đây cái ai được không em? Ôi trong nhà lòng trong nhà cái trống đâu hết kìa, còn chứ đó là quá đông luôn kìa.
Nam châm nhà lòng này cũng đông cực kỳ luôn nè. Dạ, ở đây có chỗ bà con chế biến ha. Mình mua mình muốn ăn tại chỗ thì đem vô đây sẽ chế biến cho mình. Còn không á thì mình đóng hộp mình đem về quê hương mình. Quá đông rồi, chắc chen chân không lọt trong đó. Ở đó đem ra có mực, mực khắp gừng đây nè. Thơm quá luôn. Vô đây rồi quá nhộn nhịp luôn à. Này đông thở không nổi luôn à. Quá trời quá đất. Du khách là kéo vô nồng nọt luôn. Còn đây thì hôm qua em đi em thấy có cô bán cá mập nữa cô bác anh chị. Thôi thích luôn rồi, để chỗ đó đi, đứng đó luôn rồi thích theo hoài. Chút mua hải sản luôn kìa. Này khó khỏi. Chèn lắm quá. Bà con chế biến rồi ăn tại chỗ luôn nè. Nếu cô bác nào mà ta có cái nồi với cái bếp là ở chỗ đó không có chế biến đó cô bác anh chị. Đây, đây nóng hùng nè, cho khách.
đường ra mới được. Con khó không bớt. Vô đây hỏi không nổi thiệt luôn á cô bác chị ơi. Lớp nào là mình bịch cái mỏ khẩu trang mình nè. Rồi đi chỗ đông người đó. Ồ, mực cự quá vậy. Kiếm chỗ nào không khó thở cái cô bác anh chị ơi. Điều đây làm như nó muốn ép tìm tới luôn, kỳ quá. Quá đông. Chợ rau thịt này thường thì sẽ bán cho khách địa phương nhiều, bà con đi du lịch thường sẽ mua đồ biển, đồ hải sản đâu đó. Bà con bán dài dài tới vào đây luôn đây nè. Cua cá rồi quá trời luôn. Này nói chuyện trực tiếp luôn nha, nhờ cái lo phát lên thôi chứ không phải là hô âm vô cái lo mở nhau. Thanh trà 1 ký 60. Thanh trà này 1 ký 60. Thanh trà này chua hay ngọt chị? Cái này chua chua ngọt ngọt nha. Đem ra đi 1 ký 20 ngàn. Đem ra đi 1 ký 20, 2 ký ổi, 2 đô la. Mè nhiêu ký vậy chị? Mè đó 100, mè là 80. Cái mè trong là mè ngọt chứ. Rồi mè ngoài. Mè chua chua ngọt. À, chua chua ngọt. Dạ. Còn quýt này chị? Quýt 40 ngàn. Dạ. Quýt 40. Lấy em nữa cái quýt đi chị. Rồi cái nào ngọt ngọt cho em nha. Cho con bé nó ăn. Dễ thôi, dễ lựa chứ ơi. Cảm ơn nha chị. Bật đồ bà con mới ấy luôn nè. Dạ. Còn ấy luôn ha. Không nhớ. Mới lên dạ. Mới lên nguyên chất luôn. Nguyên chất luôn bà con. Review ơi. Dạ. Đây, con này gọi là con con. Dạ, con này gọi là con mực gì cô? Maya. Ôi, Maya hả? Con dạ con. Dạ. À nè, cái gâu nó bự đấy không? Dạ, lột lên là nó quánh lên gì nó giống như mực khổng lồ á hai Sài Gòn. Dạ. 1 ký bao nhiêu cô? 150 ngàn. Ờ, giá cả phải chăng. Nhưng mà nè, giá cả phải chăng nhưng mà hàng của chị là hàng nguyên chất.
Dạ. Nhưng em chỗ khác cũng là 150, 140, 130 nó vẫn bán như hàng năm rồi. Nó quậy rồi là xăng lên rồi là nó teo. Teo hả chị? Ví dụ như giờ con này 700 gram, dạ, quậy lên là được ký. Ồ. Oh. Nó hút dữ lắm, nhưng mà của chị là hàng nguyên chất. Nguyên chất luôn. Dạ. Tại vì nếu mà con mua chỗ quậy, nó trả 130 nó vẫn bán. Dạ. Tại vì nó nặng ký rồi. Còn này là nguyên si à. Nhớt nhau còn nguyên luôn ha. Dạ. Dạ. Con này có gì chị? Mực gai. Đang gai. Đang gai. Ký cũng 150. Dạ. Hàng khô nha. Hàng khô. Mực ở đây bà con bán giá khá bình dân luôn. Mềm lắm. Về quê em ăn ký thì chắc cũng phải 200. Cái này là con cái nè, cái này con đực. À. Con cái thì sao nó nhỏ hơn đực ta? Ghẹ cũng vậy, ghẹ đực bự lắm, ghẹ cái nhỏ xíu rồi. À. Tụt cái nè. Dạ. Tụt đực. Dạ. Thì ra là vậy. Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị bán đắt hay chị. Chúc mấy cô đây bán đắt. Ghé là Hà Tiên nha. Ghé Hà Tiên, ghé nhà hàng của chị mua ủng hộ của bác anh chị ơi. Okay. Dạ. Hàng tươi bao ngon luôn, hàng mới lên luôn. Dạ. Mọc sớm rồi nè. Okay. Tạm biệt mấy cô. Dạ. Tên của con là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Ồ, trước này tiếp tục nông nữa rồi. Chuẩn bị chen chân vô hở không nổi nữa rồi, cô bác anh chị ơi. Hơi xa nè, tại vì em đang mở cái chế độ góc rộng á, cho nên là mình thấy nó không có cận không ha. Mở chế độ bình thường vậy. Tới phía trước này là coi như là kẹt cứng đó đây nè. Quá đông bà con luôn. Kéo đậu phộng đi, chị ơi. Nói chung dài dài khu vực này bà con bán cá biển rồi cua mực đồ đủ các loại cho cô bác anh chị. Đây mình có bán cá đuối nè. Cá đuối này cũng là hàng to đó. Mua cá đuối hả cô? Cá đuối gì đó nấu lẩu. Nấu lẩu à, cá đuối. Cái đuối này người ta bán nhiêu ký hả cô? Dạ. Một ký cái đuối chỉ có 100 thôi cô bác anh chị ơi. Dạ, review chợ đó cô. Dạ. Rồi cảm ơn cô nhiều. Chúc mấy cô đi chơi vui vẻ. Dạ. Bà con mua đồ đóng hộp nè, sắp đem về. Ở nhà người gần đây mua rồi về nấu lẩu ăn vô đã. Quá trời đông rồi. Kênh của em là Khám Phá Vĩnh Long. Vĩnh Long khác gì? Dạ, dạ, Khám Phá Vĩnh Long. Khám phá hả? À. Chị mở đi, cái clip hôm qua em quay lên rồi đó. Khám Phá Vĩnh Long ha. Dạ. Thơm ngon quá, cuốn sống luôn. Cuốn sống luôn. Đầy nhiều ký quá chị. 400 một ký ha. Này là món gì ngon ta? Món này á. Nướng mướp hả? Nướng mướp là đã ngon rồi, tại đồ tươi mình chỉ cần luộc thôi là ngon. Anh mua ba con em bán không? Bán luôn. Có khuyến mãi anh gì không? Vậy hả? Lấy anh ba con đi. Ừ. Ừ. Người ta bán đâu có ra lửa đâu nha. Ừ. Người ta bán lửa bụi cho anh. Ừ.
luộc cho con bé nó ăn cô bác chị. 450. Ừ. Sáng anh chỉ tức 400. Ừ. Bán vốn dành. Cảm ơn em gái. Vậy là chắc anh giới thiệu lên bà con ghé đây mua mốt à. Mua đông đông mới được. Em mua 400 mà bán anh 400 luôn nè. Bán vốn rồi luôn á. Bán vốn mà còn nửa đồ mượn cho nữa ăn là ba con này là xỉu luôn. Dạ. Mai mốt mà anh có dịp ghé đây mua ủng hộ em nữa. Tại vì dễ thương quá. Cái này cái mình lại mình nhờ người ta luộc giùm ha. Em có quen chỗ nào không? Nè, gửi rồi gửi tiền cho ta luôn. Ba con như tiền em gái. Rồi để em gửi. Dạ. Rồi em bán đi anh để anh trả tiền cho chú. Đây chú chế biến đồ ăn đây cô bác anh chị ơi. Ở đây là món nào mình cũng chế biến được hết trơn hả chú? Dạ. Hiện tại là chú đang chế biến cái món này là món ốc hương. Hôm qua thì mua được một hũ muối tiêu chanh rồi cô bác anh chị. Bữa nay mình mua tôm cái mình luộc về chấm muối tiêu chanh ăn. Lâu lắm rồi mới được ăn tôm đó. Đây bà con đang chụp hình cho mấy đứa con nít nè, vui lắm luôn. Xa xa có một chiếc phà về kìa, đi từ Phú Quốc về thì phải, của con Super Don, phải không ta? À, em cũng không gành nữa cô bác anh chị, thông cảm nha. Mấy cái màu trắng màu xanh, đang qua cầu Tô Châu. Xem chú chế biến ở đây nè, chú đang luộc. Đa phần ở đây bà con mua là món luộc không hả chú? Luộc nó sao nó tới cả. Dạ. Rồi chú làm một món vậy là tính tiền sao chú? Tính theo ký hả? À, tính theo ký ha. 30.000 một ký cô bác anh chị ơi. Món nào cũng vậy chứ hả chú? Dạ. Điểm nhận chế biến hải sản. Wow. Người ta làm gì mà con thấy chế chú chế dầu vô đây chú. Này xào bơ tỏi hả chú? Xào cho tế. À, cái món ốc hương nãy cô bác anh chị luộc xong rồi mới xào. Quá hấp dẫn luôn. Thơm phức luôn nha. Miếng gia vị đây nè. Trên đó là gia vị của chú á. Quá thơm luôn. Sa tế. Thôi thôi hấp dẫn kìa.
dễ chỉnh hả? Chỉnh ngồi thôi. Trời ơi, nó nằm ngồi sẽ té. Chú là ngày nào cũng chế biến này hả chú nha? Quá không quen cô bác chị ơi. Ôi sức da mới được. Quá trời nồng rồi. Không quen cái mùi xả tế không. Trời giờ này còn rất là đông nha. Bà con y nôm nộp luôn. Ba con tôm này của con phải không chú? Như tiền nha cho con gửi. Rồi cảm ơn chú. Rồi xong rồi cô hết chị ơi, mình đi vòng vòng xem tiếp nha. Ba con thì chú ấy kêu em chỉ có 10.000 thôi. Tôm này luộc xong rồi cái nó đo ao luôn nè cô bác chị ơi. Quá trời đẹp, quá trời hấp dẫn luôn. Trên đây ta đang đánh hùng nữa nè. Anh muốn cột ở đâu rồi? Trăm ngàn đó vậy, nãy em kêu vậy trăm hai, giờ em bán chị trăm ngàn chẳng đó. Trời em đã bao chị ăn mà không tươi, chị gỡ cá đi, cá sao không tươi. Cá này chị làm nó ngót. Cắt về mang xong không, cắt thành khúc khúc nè. Để vô cái tay. Cái này bán tầm khô khô một cái này. Đến nay thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip tại đây. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong và ngoài nước đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh Khám Phá Vĩnh Long. Xin kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn vui vẻ bình an trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại video clip mới nhất. Bye bye.